Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Lead and Chase đến từ sàn Binance nha các bạn. Thì chương trình Lead and Chase này ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 đô la token USDC nè bạn. Thì để đủ điều kiện của dự án này thì các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Binance và hoàn thành KYC nha bạn. Và giao dịch 20 son trở lên với lượng volume mua và bán nè các bạn. Thì chương trình airdrop này diễn ra là từ ngày 13 tháng 10 và kết thúc vào ngày 19 tháng 10 nha các bạn. Rồi, đây là sự kiện khuyến mãi A, còn sự kiện khuyến mãi B là cho người dùng mới nè. Mỗi người dùng chính thức sẽ nhận được 100 giải thưởng. Thì người dùng đăng ký mới thì cần phải giao dịch 5 son trở lên nè các bạn, trong cái cặp giao dịch son để đủ điều kiện nè. Thì thông tin chi tiết của để dưới phần link mô tả với video cho các bạn, thì các bạn giao dịch cặp nào cũng được, USDT qua son hoặc là son qua USDC hoặc là son qua BTC, BNB cũng được nha các bạn. Rồi mình tiến hành đi giao dịch thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn mở cái sàn Binance của tất cả bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn nào chưa có USDT trên sàn Binance thì bấm vào deposit nha các bạn. Các bạn nạp USDT vào nè, nạp vào mạng BNB Smart Chain hoặc là EC20 hoặc là PS2 nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn qua một giao dịch nha các bạn. Sau khi các bạn có con USDT xong thì các bạn bay về sell thôi các bạn. Ví dụ như mình có con son rồi thì mình bán qua con USDT này các bạn. 146. Hiện tại một con son này nó với giá là 146 đô. Như 147 để mình tính các bạn. 147 nhân cho 20 thì lượng volume các bạn có khoảng là 3.000 đô rồi các bạn. Như vậy là các bạn nạp lên 100 đô thì các bạn chơi được bao nhiêu lệnh. Rồi bạn nào nạp lên cái khoảng 100 đô thì chơi có khoảng 30 lệnh nha các bạn, mua và bán. Rồi thì các bạn sau khi các bạn có thì các bạn bấm sell nha các bạn. Bấm sell nè. 1578, 1588, 87. Rồi bạn sell nha các bạn. Rồi sau khi bạn sell xong thì bạn nhấp vào phần lịch sử nè. Các bạn qua một chơi history nè. Các bạn cộng cái lượng volume giao dịch của tất cả bạn cộng là 20 là đủ nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy link chiếc phần link mô tả dưới video, mình mở cái link phong ra nha các bạn để mình khai báo cho các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền USD Binance của tất cả bạn nè. Mình chạy đủ volume rồi các bạn nhập giả Namata của mình nè các bạn. Các bạn copy USD mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi đáp án thì mình có để phần link mô tả cho các bạn đó. Câu 1 là C là 0.001 son. Câu B là Solana. Layer 1 blockchain. Layer 1 blockchain này các bạn. Câu 3 là Add up the book. Câu số 4 là Sun token. Câu số 5 là Add up the book. Rồi các bạn kiểm tra thông tin lần nữa của chính xác đó nha các bạn. Chính xác hết thì các bạn chỉ gỡ thôi các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead and Chase ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 USDC đến từ sàn Binance đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.